Võ Văn Quyên, sinh năm 1991, quê ở huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, và Bùi Thị Trúc Linh, sinh năm 1988, quê Hậu Giang, sống chung như vợ chồng tại một nhà trọ thuộc quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Quyên là đối tượng nghiện ma túy, không có nghề nghiệp và chỗ ở ổn định. Khoảng tháng 9 năm 2023, thông qua mối quan hệ xã hội, Quyên quen biết người đàn ông tên Trung Tuấn và người phụ nữ tên Vi. Cả hai đều không rõ nhân thân, lai lịch. Quyên đã giúp Tuấn, Vi nhận cất giữ và bán ma túy cho người khác để hưởng tiền công, bắt đầu bước chân vào đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Campuchia về Bình Dương với số lượng lớn, phương thức hoạt động vô cùng tinh vi. Kính thưa quý vị khán giả, các đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy đã tạo ra những vỏ bọc hoàn hảo. Chúng ngụy trang các loại ma túy trong những gói hàng, hộp quà tặng được đóng gói tinh vi, sau đó sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh, giao hàng công nghệ để đưa ma túy đến các đầu lầu và con nghiện. Chương trình Hồ sơ vụ án kỳ này xin lật lại những trang hồ sơ về quá trình điều tra, khám phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy của cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an. Bình Dương là địa phương phát triển công nghiệp, thu hút lượng lớn công nhân từ các tỉnh thành trong cả nước đến làm việc, trong đó có rất nhiều người nghiện ma túy và đối tượng phạm tội về ma túy. Bên cạnh đó, Bình Dương có hệ thống đường giao thông thuận lợi, dân cư đông, đứng thứ 6 cả nước, có nhiều quán bar, karaoke, khách sạn. Trên địa bàn có hầu như đầy đủ các loại chất ma túy phổ biến như heroin, methamphetamine, ketamine, cần sa, và hiện có nhiều loại ma túy tổng hợp mới được tội phạm ma túy đưa ra thị trường, núp bóng dưới dạng thuốc lá điện tử, bánh kẹo, nước uống. Quá trình hoạt động, tội phạm ma túy lợi dụng mạng Internet để liên lạc, vận chuyển ma túy từ châu Âu, từ khu vực Tam Giác Vàng qua biên giới Việt Nam, chuyển về Bình Dương, sau đó đưa đi các tỉnh, thành phố để tiêu thụ với số lượng ma túy rất lớn. Địa bàn tỉnh Bình Dương là được Bộ Công an xác định là địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy. Đây là địa bàn các cái đường dây tội phạm ma túy thường lợi dụng để mà hoạt động, để đưa ma túy vào các thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh. Qua công tác nắm tình hình địa bàn, trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương phát hiện, từ khoảng đầu tháng 1 năm 2024, một số đối tượng có dấu hiệu hoạt động mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh bị đẩy đuổi, di chuyển sang địa bàn tỉnh Bình Dương để tiếp tục hành nghề. Chúng móc nối với một số đối tượng đầu trên phía Campuchia để tuồn ma túy về Việt Nam thông qua biên giới của tỉnh Tây Ninh, Long An, sau đó vận chuyển về thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương để chia nhỏ, bán lại cho đầu mối cấp dưới và con nghiện. Khi mà chúng tôi được trinh sát trao đổi báo cáo về cái thông tin đó, liên quan tới hai đường dây buôn bán ma túy lớn mà từ nước ngoài về Việt Nam để mà trong đó lấy địa bàn Bình Dương để hoạt động, thì khi mà trinh sát báo cáo về cái biểu hiện, cái hoạt động và đánh giá về cái tính chất, mức độ của các đối tượng, thì tôi cùng các đồng chí trong ban lãnh đạo xác định ngay đây là một cái đường dây ma túy lớn và cần phải tập trung đấu tranh và cần phải quyết liệt phối hợp cùng với C04 để mà triệt xóa nó được càng sớm càng tốt, không để nó tiếp tục gây ra những cái hậu quả đáng tiếc cho xã hội. Với tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy, Công an tỉnh Bình Dương quyết định xác lập chuyên án để huy động số đông lực lượng với những điều tra viên, trinh sát dày dặn kinh nghiệm trong những vụ án lớn mà đơn vị đã khám phá trước đó vào cuộc. Đồng thời phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an để theo dõi mọi di biến động của các đối tượng trong đường dây. Thì được sự phân công của lãnh đạo phòng cũng như được cái ban chuyên án, thì bản thân đã tiếp cận các đối tượng cũng sau khi là tìm hiểu, nghiên cứu các phương thức thủ đoạn mà tài liệu trinh sát được của cái ban chuyên án, thì bản thân được nhận nhiệm vụ là đi theo dõi đối tượng cũng như là ghi nhận các hoạt động của đối tượng. Việc mà theo dõi này thì diễn ra thời gian là nó dài. Thứ hai là đối tượng luôn luôn là cảnh giác cũng như là lợi dụng các cái ứng dụng khoa học công nghệ để tiến hành đối phó với cơ quan công an. Theo đó,
hai đối tượng đang hoạt động mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Dương nằm trong tầm ngắm của ban chuyên án, được xác định là Võ Văn Quyên, sinh năm 1991, quê ở huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, và Bùi Thị Trúc Linh, sinh năm 1988, quê Hậu Giang. Khi đến Bình Dương, Quyên thuê căn nhà số 1/16A, khu phố Bình Đức 1, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An để ở cùng nhân tình và làm nơi cất giấu giao dịch mua bán ma túy. Ban chuyên án đã bố trí trinh sát theo dõi mọi hoạt động của các đối tượng để thu thập chứng cứ phục vụ công tác đấu tranh. Quá trình theo dõi thì đối tượng này là nhân thân đối tượng là tạm trú, thì quá trình tạm trú đối tượng luôn là giấu cái thân phận của mình đi, đưa cái bạn gái đến đăng ký tạm trú. Như là quá trình mà đối tượng trẻ thì đối tượng luôn sử dụng các ứng dụng khoa học công nghệ, như là các ứng dụng về đàm thoại, như là các ứng dụng về giao hàng để tiến hành đối phó cơ quan công an, như là tránh né cái việc mà phát hiện chứng cứ sau này, như đấu tranh chứng cứ sau này, bằng cách sử dụng các cái sim rác, như là các cái tài khoản ảo trên mạng để giao dịch, liên hệ cũng như là trao đổi với nhau. Các đối tượng trong cái đường dây là có nhiều cái thủ đoạn đối phó với các lực lượng chức năng, đặc biệt là các lực lượng trinh sát. Thì các đối tượng là thường là thuê nhà những cái ngõ cục, cái đường hẻm sâu, đường vắng, ít người qua lại, để mà theo dõi được cái phương thức hoạt động cũng như là cái quá trình hoạt động để nắm được cái quy luật, thì trinh sát mất rất nhiều thời gian về vấn đề là làm sao để ghi nhận được các cái hình ảnh của những cái đối tượng. Sau nhiều ngày giám sát, ban chuyên án dần xác định được sơ đồ đường dây, phương thức cũng như quy luật hoạt động của Quyên và Linh. Theo đó, khi đầu trên phía Campuchia là Trung Tuấn gửi ma túy bằng xe khách hoặc dịch vụ giao hàng nhanh về Việt Nam, thì Quyên đi nhận và mang về chỗ ở để kiểm tra số lượng, quay video, chụp ảnh, ghi chú trong điện thoại và báo lại cho Trung Tuấn biết. Khi có người cần mua ma túy thì Trung Tuấn liên lạc với Quyên và hướng dẫn ngụy trang ma túy trong các lon kim loại bằng cách bỏ ma túy ở dưới và ít hạt điều bên trên. Sau đó dùng máy ép đóng hộp và dùng tem dán thành các hộp hạt điều nhập khẩu từ nước ngoài. Đối với nước vui, Trung Tuấn bày cho Quyên cách ngụy trang trong các loại thực phẩm và đồ ăn, nước uống, rồi đặt nhân viên giao hàng giao cho người mua theo địa chỉ, số điện thoại mà Trung Tuấn gửi. Cái khó của chúng tôi là không biết xác định thời điểm nào để các cái lượng ma túy nó sẽ tập kết về. Là cái lượng đông nhất là chúng tôi phải tăng cường cùng với các đồng chí ở cục C04 là phân tích liên tục hàng ngày hàng giờ, và khi có thời điểm nhận định chính xác là các đối tượng này nó đã nhập lượng hàng về, và cũng ngay thời điểm này thì chúng tôi phát hiện là ngoài cái kho hàng ở ngay cái vị trí ở Vĩnh Phú thì chúng còn một cái kho hàng nữa bố trí ở Bình Hòa, ở trong cái hẻm rất là sâu. Trinh sát theo đối tượng rất cảnh giác, kiên trì thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, giữ bí mật tuyệt đối từng hành động của các lực lượng tham gia. Sau một thời gian dài theo dõi, thu thập các tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi hoạt động của Võ Văn Quyên cùng đồng bọn, ban chuyên án nhận định rất có thể dịp cận Tết Nguyên Đán, các đối tượng sẽ vận chuyển một lượng ma túy lớn về Bình Dương tiêu thụ, nên chuẩn bị sẵn các phương án, chờ thời cơ chín mùi khi các đối tượng thực hiện việc giao dịch ma túy để bắt quả tang, thu giữ tang vật. Những thời điểm mà đối tượng đã tập kết ma túy và đánh giá đúng cái bản chất là những cái hàng hóa là được đối tượng dùng các cái thủ đoạn để cất giấu, để che giấu ma túy. Và đặc biệt trong cái vụ của đối tượng Quyên này là thường đóng ma túy vào các cái hộp trà bánh và các cái thực phẩm để sau đó là đặt hàng, các đối tượng đặt cái những cái shipper để đi giao hàng không ra mặt, và có đối tượng để đi theo để giám sát các shipper để khi xác định là hàng đã được giao cho đối tượng mua và ghi nhận bằng hình ảnh phương tiện nhà để báo cáo về cho các đối tượng, báo cáo về cho đối tượng Quyên để báo cho đối tượng đầu trên.
và cái phương thức của đối tượng là lợi dụng cái việc vận chuyển hàng hóa hợp pháp, và kể cả những cái công ty vận chuyển để mà vận chuyển ma túy. Quá trình điều tra, đeo bám di biến động các đối tượng, trinh sát nhận thấy Quyên và đồng bọn tỏ ra rất lọc lõi, ma mảnh và xảo quyệt khi thường xuyên thay đổi thời gian, hành tung, địa điểm nhằm đối phó qua mắt lực lượng chức năng. Tuy nhiên, bằng sự mưu trí, kinh nghiệm trong những lần đánh án ma túy trước đó, các thành viên trong ban chuyên án đã kiên trì bám sát địa bàn, ngày đêm vượt khó, vượt khổ để thu thập đầy đủ hành vi, phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Quá trình theo dõi đối tượng thì ngoài cái việc mà chạy xe nhanh, tốc độ, trẻ, khỏe thì đối tượng luôn luôn cảnh giác. Ví dụ như đối tượng lợi dụng cái việc đám đông, địa bàn giáp ranh giữa thành phố Hồ Chí Minh với Bình Dương, đối tượng đi vào giờ cao điểm để tránh né cái việc theo dõi, cũng như sẵn sàng là quẹo các cái đường hẻm, rồi xong đó tăng tốc để tránh né cái việc mà trinh sát theo dõi. Nhưng mà dưới cái sự phối hợp đồng bộ nhịp nhàng như là áp dụng các biện pháp nghiệp vụ thì cái chỗ trinh sát phòng ma túy công an Bình Dương đã tiến hành theo dõi cũng như thu thập đủ báo cáo đề xuất ban chuyên án để tiến hành triệt xóa bắt giữ đối tượng. Đúng như phán đoán của ban chuyên án, 16 giờ 40 phút ngày 29 tháng 1 năm 2024, đối tượng Quyên cùng đồng bọn thực hiện giao dịch ma túy. Ngay lập tức, trận địa phục kích đã được bố trí sẵn. Các trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và Công an thành phố Thuận An đồng loạt ập vào bắt quả tang Quyên, Linh và Bân Trung Dũng, sinh năm 2006, ngụ huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ một bịch ma túy đá. Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quá trình bắt giữ nhóm đối tượng đã diễn ra thành công, đảm bảo tuyệt đối sự an toàn cho thành viên trong ban chuyên án và nhân dân xung quanh. Xác định thời cơ chín muồi, thời điểm là các đối tượng đã tập kết ma túy về địa bàn Bình Dương. Chúng tôi đã phân công các cái tổ trinh sát đeo bám trên các vị trí theo cái mục tiêu đã phân công để thu thập thông tin và xác định khi đối tượng tiến hành các hoạt động mua bán ma túy, vận chuyển ma túy thì tiến hành chuyển hóa tài liệu để phá án, và cụ thể là nắm được thông tin đối tượng sẽ tổ chức vận chuyển ma túy thì chúng tôi đã tiến hành bắt quả tang khi đối tượng giao ma túy cho các cái shipper để đi giao ma túy cho khách, và từ đó là cái mấu chốt để đột phá. Chúng tôi tiến hành các hoạt động tiếp theo để khám xét nơi ở và thu giữ ma túy, và sau khi bắt được đối tượng, các lực lượng nhanh chóng khai thác để củng cố cái tài liệu và mở rộng vụ án. Ngay sau khi bắt giữ các đối tượng, ban chuyên án đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương tiến hành khám xét khẩn cấp phòng trọ số 3 tại địa chỉ 20-1A, khu phố Trung, phường Vĩnh Phú và căn nhà số 1-16A, khu phố Bình Đức 1, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An mà Quyên và Linh thuê để ở và cất giấu ma túy. Tại đây, cơ quan chức năng thu giữ tổng cộng hơn 64kg ma túy các loại được ngụy trang trong các hộp sữa, thùng bia, gói trà, lon chứa hạt điều và nhiều dụng cụ, máy móc để đóng gói ma túy. Tất cả đã được niêm phong, lấy mẫu giám định để phục vụ công tác điều tra. Mỗi khi cơ quan điều tra, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Bình Dương thông báo cho viện kiểm sát biết là sẽ thực hiện khám nghiệm hiện trường hoặc là tổ chức bắt khẩn cấp, khám xét khẩn cấp
đối với những cái đối tượng thực hiện hành vi về tội phạm trong lĩnh vực ma túy thì Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương kịp thời phân công kiểm sát viên. Đối với những vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng thì lãnh đạo Viện Kiểm sát tỉnh Bình Dương và trưởng phòng nghiệp vụ trực tiếp có mặt kịp thời cùng với các đồng chí điều tra viên, các đồng chí lãnh đạo của phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an tỉnh Bình Dương thực hiện việc khám nghiệm hiện trường, việc thu giữ, tạm giữ vật chứng, tư vật, những cái phương tiện liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng và kiểm sát việc lấy lời khai ban đầu của các đối tượng liên quan, những đối tượng phạm tội và đồng thời là mở rộng những cái đối tượng khác và theo yêu cầu của cơ quan điều tra. Mở rộng điều tra vụ án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục lần theo các đầu mối mà Quyên đã giao hàng thành công trước đó. Ngày 1 tháng 2 năm 2024, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước bắt giữ Bùi Ngọc Thành, sinh năm 1988, quê Bình Phước, là đối tượng tiêu thụ ma túy thứ cấp của Võ Văn Quyên. Ngày 2 tháng 2 năm 2024, trinh sát bắt giữ Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1994, và Danh Hoàng Trọng, sinh năm 1996, khi cả hai đang lẩn trốn tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đến ngày 4 tháng 2 năm 2024, Công an Bình Dương tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ Huỳnh Hồng Đợi, sinh năm 1996, với tang vật là 459,04 gram ma túy. Trong mỗi tổ công tác của công an sẽ có một đồng chí kiểm sát viên của Viện Pháp cùng thực hiện cái việc giám sát công tác điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ xác minh của cơ quan điều tra để đảm bảo tất cả những cái thao tác của điều tra viên của cơ quan điều tra thực hiện sẽ đảm bảo đúng quy trình của bộ luật tố tụng hình sự và đảm bảo vụ án được xét xử và được dư luận cũng như là kể cả những đối tượng phải tâm phục khẩu phục đối với cái công tác điều tra đấu tranh tội phạm của cơ quan điều tra nói riêng và của các cơ quan tiến hành tố tụng nói chung. Theo hồ sơ trinh sát, thông qua các mối quan hệ xã hội, Quyên quen biết và liên lạc qua mạng xã hội Telegram với một người đàn ông tên Trung Tuấn ở Campuchia. Người này đặt vấn đề thuê Quyên nhận ma túy từ Campuchia chuyển về cho Quyên để phân phối cho các đầu mối ở Việt Nam. Hãm lợi và muốn có tiền để sử dụng ma túy, Quyên đã nhận lời tham gia vào đường dây với vai trò là mắt xích quan trọng. Theo thỏa thuận, sau khi nhận hàng, Quyên có nhiệm vụ chia nhỏ ma túy, đóng gói lại rồi bỏ vào các hộp sữa, thùng bia, lon hạt điều rỗng và gửi hàng qua dịch vụ giao hàng theo các địa chỉ mà Tuấn chỉ định. Khi shipper đến nhận hàng, Quyên sẽ thuê người chạy theo sau để giám sát việc giao hàng đảm bảo đúng địa chỉ. Khi phi vụ hoàn thành, Tuấn sẽ chuyển trả tiền công cho Quyên qua tài khoản ngân hàng. Mặc dù thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, nhưng đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn này đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương chặt đứt. Thành công của chuyên án là sự phối hợp linh hoạt và sử dụng sáng tạo các biện pháp nghiệp vụ của các lực lượng tham gia chuyên án. Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương trong công tác tấn công tội phạm và phối hợp tác chiến giữa các đơn vị nghiệp vụ, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương, ngăn chặn nguồn cung ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam, răn đe phòng ngừa tội phạm và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân.
Thành công của chuyên án là sự phối hợp linh hoạt và sử dụng sáng tạo các biện pháp nghiệp vụ của các lực lượng tham gia chuyên án. Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương trong công tác tấn công tội phạm và phối hợp tác chiến giữa các đơn vị nghiệp vụ, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương, ngăn chặn nguồn cung ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam, răn đe, phòng ngừa tội phạm và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân. Tại bản án số 78 ngày 28 tháng 6 năm 2024, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội. Các bị cáo biết được hành vi mua bán trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật, xâm phạm đến việc quản lý chất gây nghiện của nhà nước, nhưng vì muốn được hưởng lợi bất chính, các bị cáo vẫn cố tình thực hiện, bất chấp hậu quả, thể hiện ý thức xem thường pháp luật. Do đó, hội đồng xét xử tuyên án bị cáo Võ Văn Quyên phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Võ Văn Quyên phải chấp hành hình phạt chung của hai tội là tử hình. Với tội danh mua bán trái phép chất ma túy, bị cáo Bùi Thị Trúc Linh bị tuyên phạt mức án chung thân. Bị cáo Huỳnh Trung Dũng bị xử phạt 17 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Chương trình Hồ sơ vụ án kỳ này xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.